bọn con tổ chức luôn được không? Bà yếu lắm rồi, không biết được bao nhiêu ngày nữa. Bố nghĩ liều thuốc duy nhất cho bà lúc này là được nhìn thấy đám cưới của hai đứa, được nhìn thấy hai đứa hạnh phúc. May ra bố ạ, con rất yêu Nam và con rất muốn làm đám cưới với cô ấy, nhưng mà con không muốn đẩy Nam vào tình huống khó xử thế này. Nhưng đâu phải bọn con không yêu nhau, chẳng qua tất cả mọi chuyện xảy ra trùng hợp như thế thôi mà. Con không muốn ép Nam và con không muốn áp đặt cô ấy bố ạ. Lòng này không lẽ còn để mặc bà như thế sao? Nam, đi nhá. Anh biết gần đây có một quán rất ngon luôn. Tuy là quán này hơi bình dân tí thôi, nhưng có cái món cháo rắt ấy, em nhớ không? Cái hồi mà về quê em ấy, em đưa anh ra một cái quán ở ven biển. Cái quán của cô mà có thằng con trai ấy, lúc nhỏ em ném đá vỡ đầu ấy, nhớ không? Đi nhá. Em tưởng anh cứ phải quán sang trọng mới ngồi, giờ không chảnh chọe nữa à? Thì thói quen xấu phải bỏ thôi, sao đâu. Bà thế nào rồi ạ? Bà anh bệnh càng ngày càng nặng, chẳng biết phải điều trị thế nào nữa. Nhiều lúc bố anh bế tắc bất lực lắm. Em hiểu. Bố anh còn nói là nếu như em về làm dâu nhà anh thì có thể bệnh tình của bà sẽ đỡ hơn. Sao anh không nói nữa? Anh sợ em không thích. Thôi, anh không cần phải tỏ ra đáng thương đâu. Anh nói thật mà, anh không muốn em nghĩ là anh đến với em chỉ vì bà. Bà nghĩ đi nghĩ lại thì cứ như kiểu gia đình anh lợi dụng em ấy. Và anh thì không muốn như vậy. Cảm ơn anh. Đúng là có những chuyện để nói ra không hề dễ dàng, nhưng nói ra được có lẽ sẽ tốt hơn.